He's so tired. You must have worn him out today. You must have worn your kitty cat out. What, Janie, are you tired? Lucky's tired. Yeah, where's Lucky? He's like, wow. He's sleepy. Mm-hmm. He's like, oh, I was having such a peaceful sleep. It's not a good day today. It's raining. No, it was pretty up north. Really? Yeah. Oh my goodness. That's not nice. I like it nice. Chơi với Lucky, giờ Lucky bằng tay đàng hoàng. Giờ Lucky bằng tay đàng hoàng. Rồi rồi đem xong môi lên đây làm gì vậy? À trời đất ơi. Thôi rồi rồi. À trời đất. Con chơi vậy hả? Giờ đi phá làng phá sớm đi nè. Hả? Trời ơi, con đi phá làng phá sớm kìa. Thôi, ngồi vậy. Thôi, đem xong môi đi xuống đi cho, đi dục phòng rác xong môi đi. Dục phòng rác xong môi nha. Không. Không, chơi. Coi, bà đang dẫn con cứ bờ đi kìa chơi kìa. Thấy không? Rồi, đi. Đi xuống đây. Đi xuống đi ra ngoài đường chơi con. Đi. Xuống đi ra ngoài đường chơi con. Đi từ từ thôi con. Humpty Dumpty sat on the wall. Wait, no, 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 kiss for Lucky. No, 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 no. Đây, 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 đây. Lucky không cần kiss. Lẹ lên. Okay, go. Đi, đi. Giờ đi không à? Rồi nó nói đợi nó hung Lucky có được không? Thôi đi xuống đi, không có Lucky không cần hung. Lẹ lên. Lucky cần sự yên tĩnh. Không, không, không sao? Con làm gì con té đó kìa chị. Con về này nhận. Mở đi. Trời 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 ơi mấy cái này của tôi đừng có làm nhẹ thôi. Trời ơi con làm mảnh mà bể được. Oh wow. Cái này của mẹ, này của mẹ. Ring pop. Oh wow, a whole box of ring pop. Oh my gosh, don't tell me there's a whole box of ring pop. It's a whole box. Oh my gosh, you got so much ring pop. Cái này là bánh tráng của cái chú đó, chú mua gửi cho mẹ nè mà con đập mà không biết có gãy bánh tráng của mẹ không nè, chay nè. Chi gì nữa? Rồi mở ra coi cái này gì đây. Trời ơi, chú mua cho con cái bàn chải đánh răng hình unicorn. Oh my gosh. Trời ơi, chay dạo này được nhận quà. Hả? Đồ chơi đâu? Cái này cái ly để đánh răng. Mở ra coi. Daddy, can you help her? Oh, oh, I got it. Trời ơi, chay dạo này được. Nhà này mày lấy cái chân mày. Ui, chạy, 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 chạy. Chay dạo này được nhận nhiều đồ chơi quá. Toothbrush? Ờ, hả? Oh my god. It's a toothbrush. Look at. A little place to hold your toothbrush? Yes. Oh, and that thing counts the time. You gotta count. Oh wow, chay được nhận cái bằng chải đánh răng hình unicorn nè cô chú nè. Bằng chải đánh răng bằng máy, cái đó là cái ly để hấp nước đó chị hai. Wow, chay dạo này được nhận nhiều đồ chơi quá. Ồ, muốn cái ly đây, mở ly ra đây con. Trời đất ơi, cái ly này nè, hút nước vô. Thôi nhưng mà chưa để mày rửa cái ly này đã. Trời ơi, cái này hang bỏ đây nè. Bỏ cái máy lên đó, bỏ cái ly vô đây. Rồi, bỏ cái ly vô đây. Oh wow. Cái này là cái chú gửi cho con. Trời ơi, chưa gì có cho đất rồi. Chay, cái chú này gửi cho con tên là Bình. Con nói đi, con cảm ơn chú Bình. Đúng rồi. Đây nè, chị hai. Chị hai, cái này nè chị hai. Đó, này chị hai. Rồi, bỏ vô đây chị hai. Đúng rồi, đó, thấy chưa. Con cảm ơn chú Bình đi. Lớn lớn lên. Cảm ơn chú Bình. Nói đi chú Bình. Cảm ơn chú Bình. Đúng rồi. No, no, that's not your name, baby. It's another person named Ben. Chồng Ngọc anh nghe chú Bình. Chú Bình anh tưởng là chú Bình Ngọc ở Chicago. Mà không phải, cái chú này tên là Bình, thương chay lắm. Look at ring pop. Ring pop.
That's awesome. Ok, bây giờ con ăn kẹo là con phải đánh răng nghe chưa? Không ấy là hư răng hay chưa? Oh, wow. Trời ơi, cái này ăn tới mù mít nào mới hết trời. It doesn't work. Gắn không vô hả? Con gắn sai khớp sao vô nổi. Gắn đúng khớp đi. Wow. Chay á hả, to kẹo là kẹo cái ring pop này được được liệt kê vô là kẹo mà rẻ tiền nhất luôn á, mà chay là thích nhất luôn á cô chú. Ừ. Chay thích cái kẹo này nhất luôn á, mấy cái kẹo kia mua cho nó không bao giờ nó ăn hết. Oh wow, Chay, do you want to open it up? Chay, do you want to open the ring pop, the ring pop? Yeah. Oh, oh wow. Uh-huh. Oh my gosh. Rồi cất vô nha, lấy một cái thôi rồi cất vô. Daddy, can you put it away please? Yes. Oh, yeah. I want this one. Let's see what flavors. Okay. Wow, unicorn. Oh. Daddy, can you open that for her? Uh-oh. Từ sáng giờ chưa có ăn kẹo, bây giờ mẹ cho con ăn một cục này thôi nha. Sour cherry, blue raspberry and watermelon. Okay. Oh my god, JD, it's gonna be your first time having the unicorn color. Oh no, I mean rainbow. It's called berry plast. Mommy, help me. Oh, JD, bây giờ. Ôi cha ơi, con cảm ơn, con nói con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Con cảm ơn chú Bình. Con cảm ơn chú Bình. Chú Bình. Trời ơi, JD, bữa nay sướng lắm nha cô chú. JD là được mấy cô chú ở gần nhà nè, cách ở gần chợ Việt Nam ở Michigan nè. Chạy xuống cô chú. Wow, cô chú mua nhị hoa nghệ tây. Red and blue, yeah. Được, mời cô chú mua nhị hoa nghệ tây. Cô chồng của mẹ chay nè. Sẵn cô chú xin là có thể đi xuống nhiều người không? Là bữa nay là 10 cô chú xuống để hả gặp chay nè, rồi cô chú chụp hình với chay nè. Ồ, cô chú thương quá. Mà đặc biệt á là trong 10 người á, chỉ có 3 người là con gái thôi, còn 7 người còn lại là con trai hết. Mà Ngọc không ngờ á là mấy chú trai lại yêu chay nhiều tới như vậy. Rồi mấy chú đó còn nói hả, trời ơi cái này ít á, tại vì ngại không có dám tới nhà chị, tại vì cũng sợ ngại rồi kia. Bạn em hồi đó Florida có qua đây chơi muốn thăm chay mà ngại không dám nhắn cho chị, không muốn không dám. Nên là trời ơi bây giờ gặp chay cô chú mừng quá trời mừng luôn. Cô chú vui quá trời vui luôn. Nè chay, hồi chiều này hồi trưa này cô chú tới thăm con hả? Có mấy cô? Trời ơi nhiều vậy đó hả? 10 cô luôn hả? Còn có mấy chú? Rồi chú làm gì? Chú làm gì? Chú làm không biết luôn hả? Mà nhiều cô chú lắm phải không? Trời đất ơi đã quá. Rồi cô mấy chú đó. Ờ mấy chị Mao đó là cái gì vậy? Cái đầm đó hả gì? Cái này mẹ mở coi cái gì. Rồi cô chú đó còn order cho chay một cái phao unicorn để chừng nào mấy ngày nữa mới tới. Oh wow, đã xong Mickey Mouse dress. Trời ơi cái đầm Mickey Mouse luôn. Để mẹ vô dở mạt dở đồ ra kìa, xong rồi cái mẹ đem mẹ giặt cho con rồi con mặc ha. Rồi bỏ vô máy giặt kìa. Daddy, can you put it in the washer please? Nè daddy. Here. Cô washed it. À, trời đất ơi quá trời cô chú bên này tới luôn không nọt cái giặt. Mẹ cất này. Ủa nhưng mà cái này xài bằng pin hay là xài bằng gì đó mẹ coi. Mẹ xài bằng pin thì phải bỏ pin vô. À, unicorn đó. Chay mấy này sướng quá trời ơi, còn bánh tráng này là biết khi nào mà mẹ ăn mới hết cái bánh tráng này giờ chay. Chú đó nói bánh tráng này ngon lắm muốn gửi cho mẹ. Trời ơi. Ừ, mày bây giờ phải siêng năng đánh răng nghe chưa. Này chắc xài bằng pin quá. Pin nữa nè, gỡ pin đây nè. Này mẹ ơi. Ôi đất ơi. Ừ đúng rồi, này xài bằng pin. Có pin trong này rồi. Có pin trong này rồi, chuẩn bị bật lên. Đó. Rồi gắn đầu bằng chải vô, gắn cái đầu bằng chải. Đưa. Không cái gì. Nói. Gì? Mẹ. Sao? Gắn này phải không? Chẳng gắn này. Ok, mày gắn này cho con, không có thích màu đó phải không? Dạ, không thích màu white. Không thích màu white hả? Thích màu đẹp. Coi. Lấy điện thoại cho mẹ coi, lấy điện thoại giùm cho mẹ coi.
cô chú gọi mua nhiều hoa nghệ tây đó. Lấy giùm coi, lấy giùm coi. Rồi kêu ba gắn đi chứ mẹ cầm cái chân mày gắn được nè. Đưa đây, đưa điện thoại đây. Sạc pin hả? À, gỡ chu pin ra. Gửi check cho con ngay ní ra, con nhận được là con gửi thuộc cho con thuộc cái. Ok chú, dạ rồi con cảm ơn. À rồi thôi cảm ơn con rồi, dạ, họ cho biết vậy thôi. Rồi bye. Dạ, bye. Ơi, ngon không chơi? Ngon không con? Mẹ chân gương rồi mẹ. Hả? Mẹ nắp tao. Nè. Trời ơi, chay khoái unicorn nãy quá. Oh wow baby, what are we gonna eat? Not for right now or the rest of the night. But you got the leftovers from. Yeah. Mẹ ơi. Cái này á hả con? Trời ơi cái gì nó cũng ai á, tôi mệt quá. Cái này là đồng hồ cát. Đồng hồ cát đây nè, con thấy cái đồng hồ này con quay là vậy nè. Cái cát đó từ từ nó. Rồi, con biết cái này là cái gì không? Ok. Cô biết cái này là cái gì không? Thì khi mà cái cát này á nó chuyển nó đổ xuống hết như vậy á, thì con mới đánh răng xong, chứ còn chưa hết là con chưa xong. Cái này là cái đồng hồ á để hiển thị cái thời gian mà mình phải đánh răng là bao lâu đó con. Rồi đó, anh Chay nó nói mẹ muốn cô chú nè, giờ mẹ mở cô chú lên nè kìa, bây giờ con muốn cái gì? Trời ơi Chay, hồi chiều này hả, 10 cô chú tới hả, choáng váng và chới giới luôn, lần đầu tiên ở Mỹ mà cô chú tới nhiều vậy. Ba, rồi cái hả, choáng váng chới giới luôn, rồi cái hả, ngại ngùng, không có nói chuyện. Trời ơi, cô chú tới là kể rành mạch luôn rồi, Chay nói cái gì hả, coi video nào, chồng Ngọc thích ăn cái gì, chồng Ngọc không thích ăn cái gì, rồi đấy, sao là cô chú biết hết. Cô chú nói mà nhà chị có gì là biết hết luôn á. Nhưng mà tiền chị để đâu là cũng biết luôn. Vui, chiều này gặp mấy cô chú nó cũng vui, dễ thương, ai cũng dễ thương hết. Trời ơi, mà đặc biệt là trời ơi, quá là bất ngờ. Trời ơi, con đừng đạp lên bánh tráng của mẹ. Quá là bất ngờ là trời, toàn mấy chú trai mà cũng thích con trai mà thích rồi yêu chay quá trời luôn. Mấy chú chạy lại ôm chay rồi này kia, nựng chay đồ, làm mẹ của chay rất là ngạc nhiên luôn, là tại sao mà hồi đó thì mình cứ tưởng mấy cô coi nhiều, mà ai ngờ mấy chú lặng thầm coi. Có chú kia 30 tuổi. Trời ơi, tối nào mấy chú nọ cũng kể là tối nào cũng tùm mền coi chay. Thôi đừng có ai á giùm cái chị hai ơi, cái này là cái đồng hồ. Đó, cái đồng hồ này hiển thị nè, chừng nào mà cái đồng cát này nó chịu nhiễu xuống đây hết á thì con mới đánh răng xong, chứ không mấy là chưa. Hả? Đồng hồ. Sao không đồng hồ? Không phải đồng hồ. Không phải đồng hồ hả? Không, cái này không phải đồng hồ, nhưng mà cái này là đồng hồ cát. Đồng hồ cát. Đúng rồi. Chứ không phải đồng hồ, đúng, cái này không phải đồng hồ nhưng mà nó đồng hồ cát. Cô chú nói trời ơi, sao trên video nói nhiều dữ vậy mà gặp cô chú không nói không năng tiếng nào. Trời ơi, lưỡi ghê quá. Trời, cô chú thấy rồi, cô chú thấy cái lưỡi con rồi nên khỏi khoe đi. Rồi đó, cô chú thấy lưỡi chay chưa? Thấy chưa? Sao kẹo nhìn đẹp mà sao lên cái lưỡi nhìn kẹo nhìn màu xấu dữ à? Hả? Sao kẹo sao nhìn cái màu thì đẹp lắm mà sao lên lưỡi xấu dữ à? Kẹo màu black. Kẹo màu black. Ừ. Ăn cái kẹo này là người ta hỏi ăn kẹo màu gì á, mình nói kẹo màu xanh với màu đỏ là không ai tin luôn, người ta nói ủa sao kẹo màu xanh với màu đỏ mà lên miệng màu đen. Thương quá à, cô chú thương chay quá trời thương luôn á. Trời ơi. Có cô kia chạy hả, nghĩ xin đang làm rồi cái nghĩ thấy mấy cô chú nọ bạn bè tới á, cái xin nghỉ làm mà chạy 40 phút 45 phút chạy lên để gặp chơi. Cây ly chị hai vậy chị hai. Ôi đừng để mẹ rửa xong rồi uống. Thôi cái chị đừng có ai á giùm em hoài chứ mệt quá. Ôi now you wanna go brush your teeth. Trời ơi, bà nói bây giờ bà muốn đi đánh răng rồi. Trời, chú Bình mua cái này có lý ghê, ăn rồi bà đầu đánh răng miết luôn. Đúng rồi, cỡ này la, đúng rồi. Giờ đi đánh răng không? Đi không? Đi, đi vô đánh răng. Đây, dây mẹ đinh vô cho. Rồi, con phụ mẹ đi, đinh vô đi. Baby, can you put my phone on the charger? It's out of battery. I need the battery badly. Rồi, đi vô đây đánh răng. Trời ơi, chú Bình mua cái này là quá luôn rồi chú Bình ơi. Quá đúng luôn rồi. Đi, lên đây. Hold on.
riêng pop đây. Để riêng pop đâu? Ờ đúng rồi, trộn khuôn kia cho. Để riêng pop ở đây chứ không có để dưới này cho nó ấy đó. Rồi bây giờ mình rửa ly này nha. Để riêng pop xuống đi. Thôi chị Hai ơi, chị để đó đi chị Hai. Lẹ đi, mẹ có điện thoại kìa. Mẹ có điện thoại nữa kìa. Ủa này, mẹ lấy dùng sao cho đúng đi trời. Để mẹ ra mẹ hỏi ba nha trời. Dạ cô, dạ con bán, dạ con bán. Dạ con bán đây. Dạ dạ con bán. Dạ cái này là trị nhiều lắm, cái này trị mất ngủ nè, rồi hả cao máu nè, tiểu đường nè, rồi giúp đẹp da, còn cái này còn giúp là giảm cân nữa cô. Nhiều lắm, nhiều tác dụng lắm. Nếu mà cô chưa biết thì cứ lên YouTube hoặc là lên Google ghi là công dụng của nhị hoa nghệ tây thì sẽ có cho cô coi cái đó. Dạ cái này thì nó cứ uống nó cái dạ cái này mình uống thì mình một ngày mình uống khoảng 15 cộng hoặc là mình mà nếu mà để trị cho mất ngủ thì mình nên uống 6 trước khi đi ngủ. Rồi cái nước nóng nước lạnh thì tùy mình thích, nhưng mà con thích uống nước lạnh hơn, nước ấm hơn. Dạ một ngày đó cô. Dạ nguyên một ngày, mà một ngày là mình được uống nhiêu đó nên mình uống 3 cộng, 5 cộng, mấy cộng cũng được tùy mình, chứ không phải nhất thiết một ngày là phải uống 15 cộng. Dạ. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, dạ. Hoặc là mình pha 15 cộng, mình để cái ca vậy, cái nước vậy đó, mình uống từ sáng tới chiều. Dạ. Dạ con lấy chắc, cô viết chắc chụp hình hai mặt gửi qua con. Dạ rồi vậy để con ghi, con gửi cho cô tên con rồi cái con nhắn qua số này gửi cô ghi cô tên cô viết chắc ha. Ủa bây giờ con nhà hả? Rồi số điện thoại di động số mấy? Dạ, bây giờ cô lấy số điện thoại di động của cô á, cô bấm qua cái này nhắn tin qua đây cho con đi. Ủa không có số di động hả? Rồi sao con? Ok vậy bây giờ lấy viết đi, ghi giấy xuống tên con. Ok cô không sao hết. Rồi tên con là tên Ngọc đó, tên Ngọc N-G-O-K. Họ nè, bây giờ vô cái họ nó mới khó nè. Chữ hợp, muốn con đánh dần tiếng Anh hay tiếng Việt? Ok, H. Dạ, H, H là H đó. Dạ dạ. O y dài. Y dài.
E. Dạ Icarus đó đúng rồi. Rồi R. Đó đúng rồi, Ngọc Huyer. Rồi ghi tên con vô cái ghi tên con vô rồi mặt sau cũng cái chỗ phần ký tên của tờ check cũng ghi cái tờ cái tên đó luôn nha con. Rồi đó vậy đó. Ồ là cũng mèo. Mèo check qua nhà con luôn á hả? À ok mèo check. Rồi rồi. Con là con tưởng cô có, nếu mà cô có điện thoại di động thì cô có thể chụp hình mặt trước mặt sau và của cái tờ check để cô gửi con được. Còn bây giờ mà nếu mà không có điện thoại di động á thì ok mail check thẳng qua nhà con đi, mặc dù nó lâu hơn, nó mấy tuần lễ lận. Nhưng mà my coffee. Đúng đúng rồi đó, để con gái cô về đi gọi lại. Đúng rồi, để con gái về đi gọi lại con nha. Rồi 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 ok chào cô. Rồi đó. Đó. Cô chú thấy không, mỗi lần mà mẹ chay mà nói chuyện điện thoại cho mấy cô chú mà gọi đó là vậy đó. Rồi sao đi đứng răng nãy giờ xong rồi, thôi nhảy đi, nhảy đi, nhảy. Hồi nãy giờ tôi không có hề để ý tới nó luôn, bởi vì mà có ai mà qua đây mà giữ cho giùm cho Ngọc để coi, để lo cho nó mấy cái này giùm. Rồi xong rồi đến răng. Trời ơi, con nói con cảm ơn chú Bình chưa? Cảm ơn chú Bình. Rồi ướt áo luôn nè, thấy rồi. Rồi trời ơi, bây giờ tôi vô thay áo.